Tiếp nối thành công vang dội của chiến dịch Hành trình đỏ năm 2013, thu về gần 12.000 đơn vị máu, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt máu nghiêm trọng vào mỗi dịp hè. Năm nay, chiến dịch Hành trình đỏ 2014 đã mở rộng phạm vi và quy mô lên đến 25 tỉnh, thành phố. Đoàn Hành trình đỏ lần lượt xuất phát từ Kiên Giang, miền đất cực Nam Tổ quốc. 120 chiến sĩ Hành trình đỏ chia làm hai nhánh Bắc Nam, vượt hàng ngàn cây số, đi qua nhiều địa phương, tổ chức các hoạt động nhân ái để hướng về hội quân tại thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến vào ngày 24 tháng 7 năm 2014. Từ Tây Nam Bộ sang Đông Nam Bộ, từ vùng đất cao nguyên Trù Phú đến dải miền Trung chịu nhiều nắng gió, từ miền Tây Bắc đến các tỉnh đồng bằng sông Hồng, nơi đâu cũng có sắc đỏ của các chiến sĩ tình nguyện. Không chỉ vận động người dân hiến máu cứu người, các chiến sĩ Hành trình đỏ còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về căn bệnh tan máu bẩm sinh đang âm thầm diễn ra tại Việt Nam. Khi mà đoàn Hành trình đỏ đã được thành lập lên, em rất là vui. Tại vì có các anh chị tình nguyện viên ở đây bỏ công sức, công lao của mình ra đi khắp các tỉnh thành ở cả nước để vận động, mang về những giọt máu quý giá cho bọn em. Cái đó bọn em không biết nên bù đắp cho các anh chị tình nguyện viên bằng cách nào cả, cũng chỉ biết là cảm ơn các anh chị. Rất mong các anh chị cố gắng và giữ gìn sức khỏe để các năm sau tiếp tục của hành trình cho thành công và tốt đẹp. Với những hiệu quả thiết thực của chiến dịch Hành trình đỏ năm 2013 và thành công bước đầu của Hành trình đỏ 2014, chiến dịch Hành trình đỏ năm nay đã nhận được nhiều sự quan tâm và đánh giá cao của các bộ ngành từ trung ương đến địa phương. Chúng tôi rất là vui mừng và đánh giá rất cao cái sự nỗ lực của ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện và đầu mối ở đây hiện kiện là Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội chữ thập đỏ ở các địa phương đã tổ chức một cái hành trình dài và giúp cứu sống rất nhiều tính mạng những người bệnh hiểm nghèo như là bệnh máu rồi tai nạn giao thông rồi tai nạn thương tích rồi các cái cấp cứu sản khoa rồi để giúp thực hiện các kỹ thuật y tế cao như là ghép tế bào gốc như là ghép tạng và các cái ca phẫu thuật khác. Và nói là không có máu thì không thể nào mà cứu được sinh mạng. Nhờ làm tốt công tác tổ chức và tuyên truyền vận động, chiến dịch Hành trình đỏ năm 2014 đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân và các cấp lãnh đạo tại mỗi địa phương mà đoàn Hành trình đỏ 2014 dừng chân. Trong chương trình Hành trình đỏ của 2014 kết nối dòng máu Việt, có ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện của Trung ương phối hợp với Viện Huyết học của Truyền máu Trung ương và kênh truyền hình Net Việt, thì chúng tôi cho đây là một cái sự của Trung ương chỉ đạo rất là chặt chẽ và tổ chức rất là chu đáo. Ban tổ chức tôi thấy là tổ chức rất là chuyên nghiệp. Đối với địa bàn của tỉnh Phú Yên là chúng tôi sẽ hoàn thành cái chỉ tiêu mà của Trung ương sẽ giao. Chương trình Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt là lần thứ hai tổ chức ở tỉnh Nghệ An chúng tôi. Và tôi đánh giá đây là một kỳ hoạt động rất ý nghĩa và rất đỗi nhân văn. Chính vì vậy cho nên tạo được cái hiệu ứng rất là tốt với sự tham gia của đông đảo mọi người Nghệ An, đặc biệt là các tầng lớp trẻ tuổi, đoàn viên, thanh niên, các cái tình nguyện viên về có mặt tại hôm nay và tham gia kỳ hiến máu tình nguyện. Sau gần một tháng liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành tổ chức ngày hội hiến máu, ngày 24 tháng 7 năm 2014, đoàn Hành trình đỏ Nam Bắc đã hội quân về thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến để chuẩn bị cho ngày hội hiến máu lớn sẽ diễn ra trong suốt ngày 26 tháng 7 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Về cơ bản, có những đoàn hành trình đã đi được hết tất cả tỉnh thành, chỉ trừ thành phố Hà Nội là cái địa danh cuối cùng sẽ tổ chức cái ngày hội hiến máu rất lớn là giọt hồng tri ân và tổ chức tất cả những cái hoạt động tổng kết nữa. Thì cho đến bây giờ cái lượng máu tiếp nhận được đạt gần 14.000 đơn vị.
trong cái hoàn cảnh tháng 7 là tháng rất khó khăn về máu, kinh nghiệm hàng năm cho chúng tôi thấy điều đó, thì đây là con số hết sức có ý nghĩa. Cái lượng máu này hết sức có ý nghĩa để kịp thời bổ sung vào lượng máu đang bị thiếu hụt vô cùng nghiêm trọng tại các bệnh viện trên phạm vi của toàn quốc. Chúng ta đã tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện được khoảng 15.000 đơn vị máu của 25 tỉnh thành mà hành trình đỏ đã đi qua, góp phần giải quyết rất là tốt cái tình trạng khan hiếm máu về mùa hè. Và thông qua đây chúng ta cũng cổ vũ, tôn vinh, biểu dương được các tập thể, các cá nhân có những đóng góp xuất sắc trong cái phong trào hiến máu tình nguyện. Tôi đánh giá là so với mục tiêu yêu cầu đề ra thì hành trình đỏ năm 2014 đã hoàn thành xuất sắc. Hiến tặng máu hồng cũng là đang nhân rộng yêu thương sẻ chia. Trong nghĩa cử cao đẹp ấy, người cho và người nhận đều hướng thiện hơn. Đó chính là thông điệp mà hành trình đỏ mong muốn gửi đến đông đảo người dân để hoạt động nhân ái này ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Sau gần một tháng băng qua 24 tỉnh thành, hôm qua chiến dịch Hành trình đỏ 2014 kết nối dòng máu Việt vừa khép lại bằng ngày hội hiến máu giọt hồng tri ân tại thủ đô Hà Nội. Từ sáng sớm, nhiều tấm lòng nhân ái đã đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội để tham gia ngày hội hiến máu cuối của chiến dịch Hành trình đỏ 2014. Trong gần một tháng, các ca sĩ, nghệ sĩ với vai trò đại sứ góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng. Ở đoàn hành trình đỏ, qua 35 cái buổi mà tổ chức ngày hội hiến máu đã tiếp nhận được tổng cộng cho đến bây giờ là khoảng trên 16.000 đơn vị vượt chỉ tiêu đã đề ra. Ở 25 tỉnh thành đó đã tổ chức những cái buổi hiến máu khác nữa và tổng cộng là đã khoảng 47.000 đơn vị máu. Đó là cái kết quả mà gọi là hết sức to lớn. Sau ngày hội hiến máu, mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng hơn 3.000 tình nguyện viên tích cực hưởng ứng nhiều hoạt động sôi nổi. Hình ảnh biểu tượng mang tên Khát vọng Việt Nam được thể hiện sinh động bởi hàng ngàn trái tim trẻ và nhiệt huyết. Ở mỗi tỉnh thành, hành trình đỏ đã gieo những mầm thiện nguyện giúp cho phong trào hiến máu ngày càng lớn mạnh. Thành công lớn nhất của chương trình không dừng lại ở con số trên 16.200 đơn vị máu mà còn tạo ra cú hích mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy công tác hiến máu tình nguyện tại các địa phương. 120 chiến sĩ đỏ sẽ là những hạt nhân để các hội chữ thập đỏ nhân rộng phong trào hiến máu, để mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại.